Hello, xin chào mọi người. Thì bữa nay Mạnh xin phép giới thiệu cho mọi người một căn biệt thự có view cực kỳ đẹp nằm trong khu The Aqua 2 nha mọi người. Một cái căn gọi như là độc nhất tại khu The Aqua 2 luôn. Căn này chỉ có thua những căn ven sông thôi nha mọi người. Một vị trí rất là đẹp. Nhìn từ bờ kênh nhìn thẳng qua kia, nó nằm đúng một mình, nó một cái con kênh luôn. Ngắm hết toàn bộ con kênh luôn nha mọi người. Đây chính là phần 4 của review chi tiết khu đô thị Waterboy của chủ đầu tư Lâm Long nhé mọi người. Thì hôm nay mình xin phép mời mọi người đi tham quan, đó chính là khu compound The Aqua 2. Thì mình xin phép mọi người, mình nói trước luôn, đó chính là bữa mình quay clip này là mình quên bật mic mọi người ơi. Cuối cùng ra về nhà edit lên, mở lên hết hồn luôn, không có tiếng gì hết. Nên toàn bộ clip này là mình sẽ lồng tiếng lại nha mọi người. Nên đôi khi có thể là có những trường hợp nó không khớp, hoặc là có những cái mình nói nó không có cảm xúc thực tế giống như là mình đang đi review thực sự. Và đây là chỉ là lồng tiếng lại thôi nha mọi người. Nếu như mọi người xem thì hãy thông cảm giúp mình nha. Và đây chính là cái trục đường mà trong khu The Aqua 2, thì nó thiết kế cũng tương tự giống như là bên The Aqua 1 nha mọi người. Và đặc biệt thì mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người những căn đang còn hàng chủ đầu tư. Thì phía bên tay trái mình đây, những căn biệt thự này có diện tích là 600m2, thì cũng đang còn hàng chủ đầu tư và đang có mức giá là tầm 23 tỷ nha mọi người. Có diện tích là 600m2, thiết kế là 1 trệt 2 lầu. Phía sau lưng của những căn này chính là những dãy shop house luôn, nằm ngay cạnh gần cái cổng ra vô nha mọi người. Đó, mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái mẫu nhà cũng như là những căn đang còn hàng chủ đầu tư để cho mọi người nắm nha. Thì bây giờ tiếp theo á, mình xin mời mọi người vô một căn nữa cũng còn hàng chủ đầu tư luôn. Thì căn này có diện tích là 250m2, một căn góc và nằm ngay bên có trước nhà mình là sẽ có một cái bùng binh quay đầu xe rất là lớn ở đây. Nói chung là căn nhà này có một khoảng sân lớn, kèm với lại là có một cái bùng binh trước cái nhà rất là thoáng nha mọi người. Căn này thì đang có mức giá là 11 tỷ nha mọi người, 11 tỷ 700 triệu nha. Một cái mức giá khá tốt nha mọi người. Căn này có diện tích là 250m2. Đây, căn này có cái chiều ngang khá rộng, tại vì nó đã hẹp, nó bị ngắn cái chiều dài, chiều sâu ở trong mọi người, nhưng bù lại là cái mặt ngang, cái mặt tiền của nó rất là lớn nha mọi người ơi. Nếu như mà anh chị thích căn này thì hãy inbox cho mình, hoặc là gọi điện alo trực tiếp cho mình nha. Căn này cũng là một căn khá đẹp nha mọi người. Trước nhà mình có cái bùng binh, có cái cây rất là đẹp nha. Thì căn này là một trong những căn đang còn những căn giá tốt tại khu The Aqua 2, cũng như là có vị trí đẹp nha mọi người. Rồi, phía bên tay trái mạnh á, là đây là những căn thì có diện tích lớn hơn, có diện tích là tầm 300m2, 300m2 nha mọi người. Thì đang có mức giá là khoảng là gần 13 tỷ, gần 13 tỷ nha mọi người cho những căn 300m2 này. Và mình đi vô trong, đi thẳng vô trong nữa thì sẽ có, đó chính là những dãy nhà có diện tích nhỏ nhất trong khu The Aqua 2, đó chính là những căn có diện tích là 225m2. Trước nhà sẽ có những cái công viên tiểu cảnh như vậy ha. Và những căn này đang có mức giá là tầm 10 tỷ nha mọi người. Đây là một trong những căn biệt thự có giá tốt nhất nè. Đây là một căn rất thích hợp cho anh chị mà đang có nhu cầu ở trong một nơi cực kỳ an ninh và có một cái cộng đồng văn minh và đẳng cấp. Thì đây là một cái lựa chọn hoàn hảo nha mọi người. Không cần diện tích quá lớn, chỉ cần một diện tích vừa phải vừa đủ dùng thôi, thì căn này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đó cho mọi người nha. Tại vì căn này có diện tích chỉ là có 225m2 thôi, không quá lớn, và nằm trong cái khu compound đẳng cấp như vậy mọi người. Nên đây là một lựa chọn là lý tưởng cho anh chị nào không cần nhà quá lớn nha. Phía trước nhà mình á thì còn có cả một cái công viên tiểu cảnh, có khu tập thể dục ngay trước nhà mình luôn nha. Những cái cây này hiện tại là mới trồng, nhưng mà tới lúc nó lớn lên á, thực sự là nó sẽ rất là mát và rất là đẹp nha mọi người. Thì trong khu compound The Aqua 2 này thì mới vừa bàn giao đợt đầu tiên là vào khoảng tháng 10 năm 2023 nha mọi người. Thì The Aqua 2 sẽ bàn giao sau vừa The Aqua 1 khoảng mặt năm á. Thì phía trước mặt của mạnh đó mọi người, có một căn thiết kế rất là đặc biệt, nằm ngay phía sau lưng nó là kênh đào luôn. Thì căn này vừa được bán với giá là 13 tỷ chưa VAT nha mọi người. Căn này là một trong rất là đẹp, một trong những căn rất là đẹp và rất là thoáng, được gia chủ chọn mua mới cách đây vài ngày thôi à. Mới được chọn mua cách đây vài ngày nha mọi người. Giá 13 tỷ chưa VAT, và phía sau lưng của nó là con kênh đào rất là đẹp. Thì cái những căn này có thiết kế rất là đặc biệt, tại vì ở bên khu The Aqua 1 không có nha mọi người.
Chỉ có những căn ở bên The Aqua 2 mới có thiết kế này, và chỉ có một dãy duy nhất là trong cụm này là có thiết kế này thôi nha mọi người ơi. Sẽ có những cái khung thép ở trên nhà. Đó, nó đặc biệt, rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt nha mọi người, chỉ có một dãy này là có thôi. Và mình sẽ đi vô trong cho mọi người là xem cái kênh đào phía sau. Tại vì khác với lại khu The Aqua 1 là kênh đào của The Aqua 1 là sẽ nằm ở dãy bên ngoài cùng, và chỉ có những căn diện tích lớn tầm 600 mét vuông trở lên thì mới có nằm ở trên mặt tiền của kênh đào thôi. Nhưng mà với khu The Aqua 2 thì được chủ đầu tư thiết kế là len lỏi bên trong những căn dinh thự, thành ra là những căn dinh thự ở trong The Aqua 2 rất là nhiều căn ven kênh nha mọi người, và đặc biệt những căn ven kênh rất là đẹp, nước kênh rất là trong nha mọi người, và nước này là đi thẳng từ sông Vàm Cỏ đi vô nha. Và đặc biệt là kênh này là sẽ không có nước thải chảy vô, chỉ có nước mưa và nước sông thôi. Và cái con kênh này đi thẳng xuống phía dưới là đi ra sông Vàm Cỏ và kết nối với lại là khu The Aqua 1. Mọi người nhìn thấy cá dưới rất là nhiều luôn á. Đây mà lúc mà cư dân về ở đông là lúc mà làm về làm nội thất lên hết á, mà thắp đèn sáng hai bên đường, hai bên bờ kênh á, thì sẽ rất là sáng và đẹp nha mọi người. Rồi hãy cùng bạn đi tiếp nha, đi tham quan các những căn khác tại khu The Aqua 2 này nha. Thì trong clip này mình sẽ nói nhiều về những căn biệt thự ven kênh nha mọi người. Tại vì đặc biệt của khu The Aqua 2 là những căn dinh thự và những căn biệt thự ven kênh rất là nhiều và rất là đẹp. Nên mình sẽ nói nhiều và mình tập trung về những căn đó. Nếu như mà mọi người xem thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Thì nếu như mà anh chị cô chú mà quan tâm và thích những căn biệt thự ven kênh như vậy tại khu The Aqua 2 á, thì hãy liên hệ trực tiếp với Mạnh để biết thêm chi tiết nha. Cũng như là đi muốn đi tham quan thực tế thì cũng nhắn tin hoặc alo cho Mạnh luôn nha, để Mạnh hỗ trợ cho anh chị cô chú đi đến tham quan thực tế dự án, đi xem thực tế là những căn biệt thự ven kênh này nó thật sự là có đẹp hay không, công kênh nó có trong hay không. Mọi người cùng nhìn lại một lần nữa cái mẫu thiết kế đặc biệt này nằm ngay bên cạnh bờ kênh đào tại khu The Aqua 2 nha. Mình nhìn lại một lần nữa rồi cùng Mạnh đi tiếp vô trong để mình khám phá tiếp những căn còn lại trong khu The Aqua 2 này. Những căn biệt thự mà nằm phía bên tay trái á mọi người là những căn biệt thự một trệt một lầu, còn mà những căn mà biệt thự nằm phía tay phải á là cũng là mái bằng luôn, nhưng mà nó là một trệt hai lầu nha. Thì tại khu tiệc Waterboy á, những căn mà có view thoáng ở phía sau lưng giống như là view kinh view sông á thì thường là chỉ có một trệt một lầu thôi, còn những căn mà ở bên trong và ở giữa không có view thoáng phía sau giống như những căn view kinh view sông thì là sẽ được thiết kế là một trệt hai lầu. Và phía trước mặt của mình đó mọi người là cũng là khu vực clubhouse luôn. Thì khu vực clubhouse này hiện tại là đang chưa đi vào hoạt động nha mọi người, tại vì do là khu The Aqua 2 mới vừa bàn giao và chưa có cư dân về đây sinh sống nên hiện tại là chưa có đi vào hoạt động. Thì bạn sẽ chạy ra đây cho mọi người xem nha, bạn chạy ra ngay cái cầu này nè, thì phía trước mặt cũng sẽ có một cái cổng ra vô nữa, thì sau này sẽ có bảo vệ có chốt ở đây giống như là cái cổng lúc mình vô lúc đầu, thì đây cũng sẽ có cái chòi bảo vệ luôn. Và đây có cái cầu bắc quang ngang qua cái kênh, thì mình sẽ dừng lại đây để cho mọi người xem cái view từ trên cầu nhìn xuống nha. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là một cái căn biệt thự rất là đặc biệt nằm ngay cái chỗ kênh đào này, những căn biệt thự ven kênh quá đẹp mọi người ơi, đi ngang qua ngắm rất là đẹp luôn á. Đây nè mọi người, để mình giới thiệu cho mọi người một căn nè, nhìn trực diện luôn, nhìn một mình nó ôm trọn cái view kênh luôn nha mọi người. Nhìn thẳng ra bên kia một mình nó một căn đứng như đó, lúc mà sau này lúc mà về đi cư dân người ta về ta ở ta làm một thất người ta thắp đèn sáng lên á, thì ngay tại cái cầu này mình nhìn thẳng qua bên kia là mình thấy cái căn biệt thự luôn, trọn view luôn nha mọi người, nhìn trọn view bao quanh không có bị che chắn bất kỳ gì hết, nhìn thẳng một cái con kênh một luôn. Và không những vậy đâu, phía lên trên cái ban công của nó nhìn còn đẹp hơn nữa nha mọi người, cái căn đó vị trí cực kỳ đẹp luôn nha, nó còn có bờ kênh uốn lượn nữa, mình không nhìn phải là nhìn một mặt kênh đâu, nhìn được hai mặt kênh luôn. Mạnh cũng quên nói nữa mọi người là có một căn bên trong khu The Aqua 2 đang làm nội thất rồi nha, và một căn ngay bờ kênh luôn, một căn ngay kênh đào rất là đẹp, người ta mới vừa mua đâu đó là hồi tháng 7 tháng 8 mà mọi người, mua xong tới lúc nhận nhà một cái là làm nội thất liền và đang đâu đó là làm nội thất cũng gần xong rồi đó. Thì hứa hẹn sau khoảng một năm nữa là khu The Aqua 2 này cũng sẽ rất là đông cư dân về ở nha mọi người. Tại vì cái vị trí của nó đẹp, với lại những căn diện tích nhỏ nằm ngay bên cạnh bờ kênh nó nhiều quá mọi người, nên là dễ thu hút cư dân về ở hơn. Tại vì những căn ven kênh bên khu The Aqua 1 á mọi người, toàn bộ là những căn diện tích lớn từ 600 mét vuông trở lên không à.
nên khó mà thu hút được cư dân về ở như khu The Y2 này nha mọi người. Thì khu The Y2 này những căn ven kênh á, mở ra là đa số là vừa mở ra là bán hết luôn. Và hiện tại là những dãy ven kênh mà nãy mình mới vừa quay á, hiện tại là không có trên giỏ hàng nha. Những căn ven kênh hiện tại là không có trên giỏ hàng. Và nếu như mà anh chị có thực sự có nhu cầu, có quan tâm đến những căn này á, thì hãy inbox liên hệ với Mạnh nha, để Mạnh trao đổi tư vấn cũng như á, là hỏi về bên chủ đầu tư là khi nào mở bán, và Mạnh sẽ trao thông tin về lại cho mọi người nha. Còn đây là dãy biệt thự đối diện với khu vực Clubhouse, hồ bơi, và phía sau lưng chính là mặt kênh đào nha. Một dãy biệt thự rất là đặc biệt. Rồi Mạnh sẽ dừng xe ở đây để Mạnh xuống Mạnh review chi tiết cho mọi người xem. Phía trước mặt của mình đó chính là khu vực Clubhouse, có khu vui chơi cho bé, có hồ bơi nha, có phòng gym, có phòng sinh hoạt cộng đồng cho mình, có sân bóng luôn. Dãy này rất là đặc biệt nha mọi người, nên hãy cùng Mạnh đi khám phá cái dãy biệt thự này nha. Rất là đẹp luôn á. Là những căn dãy này thì là thiết kế thì kiểu Nhật, một trệt một lầu nha. Có cái tuyến đường đi bộ nội khu nè, mình đi thẳng cái tuyến đường này nha mọi người. Mình đi thẳng cái tuyến đường này, mình đi thêm ra một dãy nhà nữa, hai dãy nhà nữa ra mình tới bờ sông Vàm Cỏ Đông rồi. Những căn biệt thự ngay đây là vừa gần sông nè, đối diện lại là khu vực Clubhouse nữa, nên là rất là đẹp nha mọi người, rất rất là đẹp luôn. Đó mọi người thấy không? Đi thẳng ra bên kia cách qua có hai dãy nhà thôi là đã tới bờ sông Vàm Cỏ rồi. Và nằm ngay phía sau lưng nhà là bờ kênh. Mọi người mà thích những dãy biệt thự này á thì mọi người hãy liên hệ alo với Mạnh liền nha, để Mạnh có thông tin á là Mạnh gửi cho mọi người liền luôn. Chứ không là những căn ven kênh này rất là đẹp và giá giá đâu đó nó cũng khá tốt mọi người, tại vì diện tích nó không có lớn, diện tích nó vừa phải nên là dễ tiếp cận hơn. Nếu như mà anh chị có quan tâm thì hãy liên hệ với Mạnh nha. Mọi người có thấy hay á thì bấm like và bấm subscribe kênh YouTube của Mạnh để đón thêm những video tiếp theo về dự án Waterboy, cũng như là đón xem những thông tin về dự án, những cảnh đẹp của dự án Waterboy nha. Thì Mạnh đang sinh sống và làm việc khu thị Waterboy luôn, thì nếu như mà anh chị chỉ cần alo Mạnh thôi là Mạnh sẽ hỗ trợ mọi người đi xem thực tế cũng như là tư vấn các sản phẩm tại khu thị Waterboy nha. Rồi hãy cùng Mạnh đi tiếp. Phía bên này là mọi người, phía bên gần bờ sông á, thì là những căn dinh thự máy bằng, thiết kế là một trệt hai lầu. Đó, cái bãi đất trống phía trước đó mọi người là sẽ có những dãy dinh thự ven sông, hiện tại là chưa có xây á, thì dự kiến là sẽ khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2024 và cuối quý 4 năm 2024 là sẽ bàn giao cho những cư dân đã sở hữu cho mình những căn dinh thự ven sông này. Những căn biệt thự bên đỡ qua hai mà nằm dọc bờ kênh này nó đẹp quá mọi người ơi. Và những căn biệt thự ven kênh mà có thiết kế một trệt hai lầu như vậy nè, thì nó chỉ có một dãy này thôi. Thì nói chung á là những căn biệt thự ven kênh đó thì sẽ mỗi một dãy nó sẽ có một cái phong cách riêng, những có một cái thiết kế riêng, có những vị trí đặc biệt khác nhau nữa, nên là nếu như mọi người á, thích vị trí nào, thích view nào, thích thiết kế như thế nào á, thì hãy inbox nhắn tin cho Mạnh luôn nha, để Mạnh hỗ trợ cho mọi người tư vấn, gửi thông tin. Mọi người muốn đi xem thực tế hoặc là mọi người muốn đến Mạnh chụp hình, Mạnh quay video về căn nào cho mọi người xem, thì mọi người cứ inbox liên hệ với Mạnh nha. Mạnh sẽ đi vô đăng ký đi vô để quay review cho mọi người xem từng căn một theo yêu cầu của mọi người luôn. Mọi người cần thì mọi người hãy cứ comment phía bên dưới nha. Và một những dãy biệt thự này, những tự như ở biệt thự này chỉ cách một dãy dinh thự ven sông thôi là đã ra tới bờ sông Vàm Cỏ, phía sau lưng lại là bờ kênh nữa, và có cái ban công phía trên rất là lớn luôn mọi người ơi. Cái sân thượng lớn lắm, sân thượng là full view rất là lớn và rất là đẹp. Những mẫu thiết kế này thì bên khu đỡ qua một cũng có, nhưng mà đỡ qua một phía sau lưng nhà nó thì lại không có bờ kênh đào như bên phía đỡ qua hai. Đỡ qua hai phía trước mặt cách một dãy nhà là bờ sông, và phía sau lưng lại là kênh đào nữa, nên vị trí cũng như là độ đẹp của nó là hơn đỡ qua một rất là nhiều nha mọi người. Và những căn ở đây hiện tại là chủ đầu tư chưa có mở bán, chưa có mở bán nha mọi người, nên nếu như mà anh chị có quan tâm á, thì hãy inbox liên hệ với Mạnh liền nha, để có thông tin là Mạnh gửi cho mọi người nha. Mọi người có cảm nhận gì về dự án Waterboy, có cảm nhận gì về khu The Awa này á, thì hãy inbox phía bên dưới cho Mạnh luôn nha, để Mạnh biết thông tin luôn nha. Thì nếu như mà mọi người thấy thích hay là thấy cái điểm nào chưa được đẹp hay chưa được thích cho lắm á, thì hãy bình luận phía dưới để cho Mạnh xem, để Mạnh đóng góp lại với bên chủ đầu tư nha. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh lên xe và đi thêm một vòng nữa để mình khám phá thêm những vị trí khác của khu The Hoa này nha mọi người. Mùa này là mùa rụng lá trong khu Waterboy nha mọi người,
nên nhìn không khí không được xanh cho lắm. Tuy là bầu trời hôm nay rất là đẹp nhưng mà cây xanh thì lại bị trơ lá mất tiêu. Mùa thu của Waterboy là ngay cái đợt cuối năm này mọi người, cây sẽ rụng lá rất là nhiều. Rồi hãy cùng bạn đi một vòng nữa nha. Đi một vòng nữa rồi bạn sẽ giới thiệu cho mọi người một cái căn rất là đặc biệt mà lúc nãy bạn có nói tới á. Bạn sẽ đi một vòng để cho mọi người biết được cái đường để đến cái căn biệt thự đó nó sẽ như thế nào. Thì đây là clip mà bạn lồng tiếng lại mọi người, nên mà đôi khi có những chỗ mà bạn nói nó không được cảm xúc, nó cũng như là nó không khớp với lại cái video á, thì mọi người thông cảm giúp bạn nha. Một phần là do vậy nên mà clip lâu lắm rồi, bạn quay từ hồi tháng 12 á, mà tới thời điểm này bạn còn chưa lên clip nữa. Nếu như mà tới lúc mà thời điểm mọi người xem clip này á thì là đã là tới ngày 12 tháng 1 rồi, thì lúc đó bạn mới edit xong. Thì tại một phần là do đợt vừa này á mọi người, chủ tư Nam Long đang tập trung bán các dự án ở trên ở Sài Gòn á, nên mạnh chạy lên chạy xuống trên Sài Gòn nhiều á, không có thời gian edit. Thì bữa nay mạnh có làm việc ở tại Waterboy thì mạnh đang ngồi làm việc và mạnh edit cho mọi người cho xong luôn ha. Thì bây giờ nếu như mà mình đi thẳng ra luôn á, chính là cái cổng mà lúc đầu mạnh đi vô trong khu đờ qua hai đó mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ quẹo trái qua đây để mình đi ra những căn dinh thự ven sông nha. Thì nãy là mình đi bộ qua cái cầu đi bộ thôi, còn đây là cái mình chạy xe đạp nè. Đây cái tuyến đường chính mà xe ô tô và xe máy nếu mà mình đi á, thì sẽ đi đường này nha. Còn cái chỗ nãy mình quay là mình cái tuyến đường đi bộ nội khu thôi, đi xe đạp không được luôn, là có cái bậc thang đi lên đi xuống á, không đi xe đạp được luôn nha mọi người. Còn đây thì là mình sẽ đi đường này để cho mọi người biết được cái đường chính để đi vô những căn dinh thự ven sông, cũng như là đi vô những căn dinh thự một trệt hai lầu phía sau lưng là mặt kênh này. Mọi người nhìn thấy nè, những cái quỹ đất trống phía tay phải của mình đó, đó chính là quỹ đất cho những căn dinh thự ven sông ha. Và cái những cái căn dinh thự ven sông nha mọi người, cái thế đất của nó sẽ cao hơn là thế đất của những căn phía bên trong, nên vì vậy mà những căn phía bên trong thường là chủ đầu tư sẽ thiết kế là một trệt hai lầu đó. Mọi người nhìn thấy cái thế đất rất là cao, nó cao hơn cái mặt đường rất là nhiều ha. Và sau này cái bậc thềm của mà lên nhà những căn ven sông nó cũng cao hơn luôn. Và mình đi thẳng lên thêm một chút nữa thì đây chính là cái tuyến đường đi bộ để mình đi ra ngoài phía bờ sông Vàm Cỏ. Rồi nè mọi người, những căn dinh thự mà đang một trệt hai lầu đây á, và phía sau lưng đó là bờ kênh mà lúc nãy mình đi bộ ra đó. Và bây giờ mình sẽ đi tới cho mọi người xem một cái căn rất là đặc biệt mà mình đã nói trong phía đầu video. Và đây chính là cái căn rất là đặc biệt nha mọi người, để mình vô và mình quay clip cho mọi người xem nha. Một cái chiếc view cực kỳ đẹp cho một căn dinh thự nằm cạnh bờ sông và nằm ngay phía sau lưng nhà chính là con kênh đào luôn. Do là chủ đầu tư chưa mở bán những căn này nên mạnh chưa có thông tin chính xác về thiết kế cũng như là diện tích nha. Thì mạnh chỉ vô mà mạnh quay cho mọi người xem là cái view của nó thôi. Còn sau này mà nếu mà có thông tin về thiết kế nè và diện tích này kia á, thì mình sẽ quay lại và mình quay review chi tiết cái căn này để cho mọi người cùng xem nha. Một căn dinh thự rất là đẹp và rất là rộng nha mọi người. Thì thiết kế mà một trệt hai lầu như vậy á, thì rất là thích hợp cho những anh chị cô chú cần nhiều diện tích sử dụng. Thì căn này là trang bị cho mình rất là nhiều diện tích sử dụng, từ tầng trệt cho tới tầng thượng, và đặc biệt tầng thượng nha mọi người, cái tầng thượng rất là rộng luôn. Còn đây là cái view ở phía tầng 2 nè, đây mình quay cái view mà từ tầng 2 nhìn nha. Ở đây mọi người nhìn xuống dưới là cái sân thôi nha, chưa đâu. Thì mình sẽ đi, mọi người nhìn thấy không, cái chọn cái kênh đào luôn nha, cái view ban công bên kia mới đẹp. Thì xíu nữa mình sẽ đi qua cái view ban công để cho mọi người cái view ban công bên kia để mọi người xem là nó thiết kế đẹp như thế nào nha. Mọi người mà có quan tâm đến căn này á, thì hãy inbox và liên hệ với mạnh liền nha, để lúc mà có thông tin về giá cũng như là diện tích á, thì mình sẽ gửi cho mọi người liền ha. Một cái căn này như là độc nhất mọi người ơi, chỉ có một căn duy nhất mà có cái view như vậy thôi. Mọi người nhìn nè, một cái view quá quá đẹp luôn, tại vì mạnh nhìn thấy nó từ xa thôi á. Thật sự nha, là bữa lúc mà mạnh đi quay cái clip này á, là lần đầu tiên mạnh lên căn này và cũng như á, là lần đầu tiên mình thấy cái view này luôn, nó quá đẹp đi mọi người. Mạnh nhìn từ xa nha, mạnh lên nhìn mà từ cái chân cầu lúc nãy mà mạnh quay á, là mạnh đã thấy căn này đặc biệt và mạnh phải bắt buộc mình phải chạy lại đây để mình quay cho mọi người xem, để mọi người hình dung ra được cái view đẹp của nó. Rồi bây giờ hãy cùng mình đi lên trên tầng thượng để xem tầng thượng của nó rộng cỡ nào nha mọi người. Phía trước nhà thì nhìn ra là những căn dinh thự bên sông, nhìn ra được bờ sông Vàm Cỏ Đông. Còn phía sau lưng nhà là một bờ kênh siêu thoáng, với một góc cua của bờ kênh
mình ôm trọn hết hai mặt tiền kênh luôn nha mọi người. Mình nhìn thấy được hai view hai bên kênh luôn chứ không phải là nhìn một bên nữa. Còn đây là view sông Vàm Cỏ Đông nha mọi người. View phía trước mặt của mình là chính là view nhìn thẳng ra sông Vàm Cỏ Đông, và sau này những bãi đất trống, những thùng container đó đó là chỗ đó sau này sẽ là những dãy dinh thự ven sông sẽ mọc lên, thì khởi công vào tháng 3 năm 2024 và sẽ bàn giao vào quý 4 năm 2024 nha. Mọi người nhìn nè, cái sân thượng rất là rộng luôn nha. Cái sân thượng rất 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 là rộng và nó nối thẳng liền ra phía sau luôn nha. Nó sẽ có lối thoáng để mình đi ra phía sau nhà luôn. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh đi ra sân thượng để ngắm cái view của căn này phía sau lưng kênh đào nó sẽ như thế nào nhé. Mọi người nhìn nè, cái căn kế bên kia nó cũng khá đẹp á, căn kế bên căn này cũng khá đẹp á, nhưng mà căn này vẫn là căn đẹp nhất tại vì nó là không có che chắn gì hết. Mọi người nhìn thấy không, đứng trên đây mà ngắm xuống lúc mà những căn dinh thự phía dưới nó sáng đèn lên, những cái đèn những phía dưới những kênh đào nó sáng lên sẽ rất là đẹp nha. Thì đến đây mình xin phép được kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, và nếu như mọi người thấy thích thì hãy bấm like và bấm follow kênh của mình để cùng theo dõi những video tiếp theo về dự án Waterboy cũng như là những dự án khác của chủ đầu tư Nam Long nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.